Vâng, xin chào mọi người đã trở lại video đám tang của em trên kênh Cách Tiền Khách. Ngay lúc này thì em đang có mặt tại một đám tang của cơ sở mai táng của Quá Bình Dương thực hiện. Đám tang này là của cụ ông nha mọi người. Và hiện tại bây giờ thì đang làm nghi thức đập quan. Khoảng 1 tiếng nữa là sẽ di quan ha mọi người. Bây giờ xin mời mọi người theo chân em vào bên trong ha. Ở phía trong thì mấy anh em nhạc tây đang thổi nhạc ha mọi người ha. Bây giờ thì mới có 4:45 à, 6 giờ mới di quan. Bây giờ xin mời mọi người theo chân em vào trong. Giờ thì tới mấy anh chị MC sẽ hát về bài mọi người, sau đó sẽ làm lễ cảm tạ. Các cấp chính quyền địa phương sở tại, kính thưa quan, sáng hôm nay cháu sẽ đại diện cơ sở mai táng trại hòm Phúc Quá Bình Dương xin phép được có đây lời thương quan, và không còn bao lâu nữa chỉ còn lại đây chút lát nữa thôi sẽ đưa linh cữu của linh cha gia đình về địa vị sau cùng là an thu dịnh biệt. Trong lúc đó không biết bao nhiêu đôi mắt người thân cứu thư cụ quan tài mà không khỏi mọi người sớm ấn lệ. Cây có cội, nước có nguồn, trần gian này thì chỉ là gọi tạm với khách bất rần vì là con cho đức Phật. Còn cơ sở tinh nhiệm và lòng thích thượng của gia đình có như vậy, cơ sở trại hòm Phúc Quá Bình Dương vậy đây là lễ an táng trong suốt mấy ngày vừa qua. Và trong giờ phút sau cùng này đáp lại tấm thức tình đó, cơ sở mai táng trại hòm Phúc Quá Bình Dương một chương trình cho trước là những bài ca cúng trú cổ áo quan và chương trình cảm tạ, chương trình tam thế phật giang hạ hồn trần của độ chúng sanh đầu cái thứ gì tây phương lạc quốc, và cuối cùng là bài ca chúc rượu đưa linh. Và giờ đây chương trình phụng vụ của cơ sở mai táng trại hòm Phúc Quá Bình Dương của cháu xin mạo phép được bắt đầu. Và mở đầu phần ca cúng thì linh chi cùng xin thi một chuyến đi xa là khu dịch biệt. Thank you.
rồi thấy tâm trạng thay đổi mọi người. Dạ, giờ đây thì con cũng xin mời mẹ cùng tất cả các anh thầy chuẩn bị làm lễ cảm tạ nha mọi người. Để Đức Chí xin thay lời chúng gia đình có được lời cảm tạ của các bà cô bác và mẹ đang ngồi này. Thì cảm tạ xong là sẽ di qua mọi người ha. Kính thưa các anh chị diễn viên sư phạm, kính thưa các ban ngành đoàn thể, ông bà cô bác và ngoại thân, cùng quý đại diện không gian để không cũng như thăm bằng cháu xin thay lời cho gia đình, xin thưa lời cảm tạ của ông bà cô bác và không giờ làm lễ đồng hoa để tư tiện lên tục người chồng, người cha, người ông trong gia đình con đến đây phần một ý nghĩa cuối cùng. Đại diện cho gia đình, mẹ và các con xin được nhóm ra ban trong rồi. Dạ, trong rồi thứ nhất này thì mẹ con cũng kính trình lên tiên tổ, hậu tổ, cũng quyền thất tổ, hậu địa, hậu công, hậu thần, xin minh chứng cho gia đình con được ra hai lễ đồng quan để chúng lát được đưa cho tiền lên cùng chồng cha ông trong gia đình con đến nơi phần mộ ý nghĩa cuối cùng được nhẹ nhàng yên ẩm. Xin ông bà kính nhau. Giờ đứng lên rồi
Yeah.
cứu độ cứu sinh của cơ sở 28 trại hầm tốt quá chúng cháu phụng cũng giờ đây khép lại. Do sắp phục thì chỉ còn chương trình bàn tay chúc sự và bán đầu di quan. Để diễn kiến thức quan tài làm lễ và thuyết quan. Đến giờ làm lễ nha mọi người. Anh em nhặt lễ ra ngoài chuẩn bị. Thank you.
chuẩn bị di quan nha mọi người. Bây giờ 6 giờ rồi. Rất nhiều bà con đưa tiễn luôn mọi người. Cậu đi lên chạy dọn trước đi. Đi lên chạy dọn trước đi. Thank you.
Dạ dạ. Nhà đây nè. Quay.
tới nhà mọi người không? Thường như là trình chào tạm biệt nhà cái mới đi. Dương chế tàn đại biến giải tạm tiền tấn cầm văn đức lợi nhân địa văn giới hoàng tăng viên diệt tội thiếu ở kiên. Quả địa mô hồng liên mô tâm lương địa bồ tát nam mô tâm lương địa bồ tát nam mô tâm lương địa bồ thiên cổ thiên nhãn vô hài đại bi tâm bà ra ni nam mô a ca ra đắng na đa ra ya ya nam mô a di đà bà lo hiến đề thương bác ra ya bồ đề tham có bà ya ma tham có bà ya a ca lo ni ca ya an tắc bằng ra ba di so đắng na đắng có nam mô tắc kiếp lần đổi mong a di đà bà lo hiến đề tắc phật ra đắng ra bà chôn kế bên cái ngôi mộ mà hôm bữa em mới vừa quay ngày hôm qua mọi người, kế bên mộ của ông Năm Vàng luôn ha, ngay góc đó đó, làm hàng xóm luôn. Tới mọi người ơi, hôm nay thì trong nhóm mô tô thì có thêm một em 990 nữa nha mọi người, 916 chứ, 916 nữa. Tới đây thôi, quay đầu lại, đó quay đầu được. Thank you.
Ta chuẩn bị đưa xuống không rồi. Chôn gần cái vị trí mà cái mộ của năm luôn. Cũng bên mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giang san quyết định cho ông na ma a di đà bà ya đà ta ya đà ya đà di đà ta a di đi đà bà ta a di đi đà tam bà ta a di đi đà thi ca lang đế a di đi đà thi ca lang đa ya di ni ya ya na di đà ta ya đà ba na mo a di đà bà ya đà ta ya đà ya đà di đà ta a di đi đà bà ta a di đi đà tam bà ta a di đi đà thi ca lang đế a di đi đà thi ca lang đa ya di ni ya ya na di đà ca đà ta ba na mo a di đà bà ya đà ta ya đà ya đà di đà ta a di đi đà bà ta a di đi đà tam bà ta a di đi đà thi ca lang đế a di đi đà thi ca lang đa ya di ni ya ya na di đà ca đà ta ba Phổ thủ thì giả bác công đức tỷ tự tiên nhân tiên tại chúng sanh nghiệp câu trần thị lô ho tạm giới giả trùng bồi số bất siêu đường tỷ bất thể tỷ diệu cực pháp tăng trần bất diệt trần phản tác diệu tỷ khuyên từ nội ngoại đại tịch đàn tràng sái khô mập nhĩ tác dương sơn kiết quê ban nhị cháu hoài hả gửi được cơ hành cha mẹ không? Phật Phật diệu tội cho ông li bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê ni đế ni ha ra đế tỳ lê ni bà li bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê ni đế ma ha ya đế ông ngâm thằng đế ta bà hạ việt cúng kinh hạ việt công đức cầu thắng hành vô biên thắng quốc gia hướng bồ nghiệp pháp giới trời chúng sanh tất nói dẫn vô lượng và bằng sát hiện tiêu tâm chúng được quyền áo hiện đất trí huệ chân minh liễu còn hiện tôi chúng tất đều được thấy tái còn như bằng nữ hiện dị tử công đức của cầu vương nhớ thế ngã đẳng giữa chúng thanh trai còn tàn ác đạo hạ quyết bao hiếu mẹ gần lần tất tư bái bưng cái này, bưng cái này dọn ra ngã mình đốt đi. Đúng vậy, mình lãi luôn ha. Ủa tí xả tay hay vô nhà dọn dọn cái này lên bốn chị nè nhà dọn lên bốn cái này ra rồi 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 Yeah.
bỏ chết đụng giải thôi kéo cho tôi đi. Rồi cũng thành tâm chi buồn cùng với gia đình. Nam mô Di Đà Phật. Cứ mua mình bông cái trái cây nha, mua cặp tiền cây ly nha. Rồi đi về rồi.